Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị xem cái phần kinh văn trang số 10, bắt đầu chính vào khóa tụng. Mấy hôm vừa rồi thì chúng ta học về phần nghi lễ. Nghi lễ thì có quy kính tam bảo, tam bái, nguyện hương, cúng dường và cửu bái. Sau đó sám hối, ba nghiệp thân khẩu ý là buổi pháp ngày hôm qua. Sang hôm nay thì chúng ta thấy là kinh văn ở trang số 10. Sau khi mà các nghi thức, nghi lễ xong hết rồi, bắt đầu chúng ta mới ngồi. Ở Việt Nam chúng ta tụng kinh thì là chúng ta ngồi. Còn ở Trung Quốc với ở trong miền Nam thì lúc tụng kinh là họ là đứng. Ở bên Trung Quốc với Đài Loan, Hồng Kông, sang bên đó lúc tụng kinh là họ đứng. Họ không ngồi như chúng ta để tụng kinh mà họ đứng. Và cái người đánh người chấp hiệu á, đánh chuông, đánh mõ á, thì chúng ta thấy ở trong miền Nam là họ đứng ở hai bên. Ở hai bên tam bảo á, một bên chuông, một bên mõ, còn đại chúng thì đứng ở dưới hướng lên để tụng. Đấy là cái cách tụng kinh ở trong miền Nam ngày xưa. Nhưng bây giờ vì cái văn hóa giao thoa cho nên chúng ta thấy là ở miền Nam bây giờ cũng nhiều chùa là tụng kinh ngồi chứ không đứng như ngày xưa nữa. Ngày xưa là các tổ, các cụ ngày xưa thì ở trong miền Nam với Phật tử là toàn tụng kinh đứng là chính. Bây giờ thì cái văn hóa Phật giáo giao thoa thì giống như miền Bắc là tụng kinh cũng ngồi. Miền Bắc là thường ngồi tụng kinh chứ không đứng tụng kinh. Chúng ta cũng có một cái nói thêm để chúng ta thấy cái điểm khác nhau giữa Phật giáo Việt Nam, Bắc Nam như vậy là ngày xưa, nhưng bây giờ thì cũng có sự giao thoa. Bắt đầu vào đây thì theo nghi thức tụng niệm của tăng ni Phật tử miền Bắc chúng ta thì đến đoạn này là chúng ta ngồi gọi là bình tọa tụng lô nhang các chú. Ở trong cái văn hướng dẫn của chữ Hán người ta bài là bình tọa. Bình tọa tức là gì? Là ngồi xuống một cách là thoải mái nhất, gọi là bình tọa tụng lô nhang các chú. Lô nhang tức là tụng cái bài tán lư hương ấy. Từng bài tán lư hương á, trong chữ Hán thì lư hương xạ nhiệt pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất giao văn, vân vân đó, cho đến Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát đó. Thế còn ở đây dịch ra cái tiếng Việt chúng ta là lư hương vừa bén, chiên đàn khói thơm, ngào ngạt muôn ngàn cõi xa, lòng con kính ngưỡng thiết tha, nguyện mong chư Phật thương mà chứng minh á. Đấy là cái bài tụng lư hương đầu tiên bắt đầu khi chúng ta bình tọa. Thì vì sao mà có cái bài tụng này? Vì bắt đầu á, chúng ta thấy là bình tọa xuống chúng ta tụng lư hương này á, thì chúng ta khi mà cái bước đầu sau khi quy kính tam bảo tam bái chúng ta nguyện hương á để cúng dường á, là chúng ta vừa thắp hương lên đó, vừa thắp hương lên đó để nguyện cúng dường. Còn bây giờ chúng ta ngồi xuống chúng ta tụng tức là lư hương đã gì? Vừa bén tức là đã gì? Đã cháy rồi. Lư hương đã gì? Đã được thắp lên rồi, đốt lên rồi. Và khói đã bay nghi ngút rồi. Có nghĩa là vừa bén tức là đã cháy rồi. Cháy lên rồi. Và chiên đàn khói thơm. Ở đây thì ngày xưa thì người ta thường lấy là bột của cái cây gỗ chiên đàn. Cái cây gỗ chiên đàn á, chiên đàn hương á, người ta đem nghiền nát ra. Đem nghiền thật nhỏ ra, bắt đầu người ta xe thành hương, hoặc là hương nén, hoặc là hương như cái thỏi thỏi như là ngón tay, như hương trầm á, hoặc là hương vòng vân vân, hoặc là hương bột, để bột như vậy họ đốt như mà như chúng ta hay làm pháp hội á, chúng ta đốt á, ở trong cái lư, cái đỉnh vàng á, cái đỉnh màu vàng, đỉnh bằng đồng màu vàng á, đó gọi là chiên đàn khói thơm. Tức là hương thơm của chiên đàn ạ. Ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Ở đây á, chúng ta nương vào cái từ lực của Phật và công đức thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật á, chúng ta nguyện cho cái khói hương thơm này á, nó ngào ngạt, nó xông khắp muôn ngàn. Muôn tức là gì? Là một vạn. Chứ muôn á, là người ta ngày xưa chúng ta hay dịch là muôn, nhưng mà nó chính là gì? Trong cái pháp số đếm nó là một vạn đó. Ngàn tức là nghìn.
sông khắp hàng vạn, hàng nghìn cõi Phật ở khắp mười phương. Thậm chí là gì, là hằng hà sa số các cõi Phật ở khắp mười phương, chứ không phải chỉ có một vạn hay là một nghìn cõi Phật đâu. Và nguyện mong chư Phật thương mà chứng minh, tức là chúng ta đem cái chân hương đó để cúng dường Tam Bảo Thường Trụ khắp mười phương và nguyện mong chư Phật thương xót để mà chứng minh cho cái lòng thành của chúng ta. Và Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát, ba lần đọc Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát đó. Chữ Nam Mô là phiên âm tiếng Phạm, tiếng Việt của sang tiếng Hán là quy mệnh, là kính lễ, là nương theo, là quay về. Đó. Từ Nam Mô có tức là quy mệnh, kính lễ, quy mạng và nương theo. Nương theo cái gì? Quy mệnh cái gì và kính lễ cái gì? Kính lễ Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái từ Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát này không phải là chỉ cho một vị Bồ Tát nào. Hương Vân Cái là chỉ cho gì? Cái khói hương của chúng ta dâng lên á, nó bay lên, nó từ cái lư hương á, từ cái bát hương á, cái lư trầm nó bay lên và nó quyện tỏa thành gì? Thành như là những đám mây báu tụ ở trên hư không, là như là những cái lọng báu để cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên ở đây mới gọi là Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó. Chúng ta quy mệnh kính lễ những cái đó, đây gọi là biểu pháp. Đây là biểu pháp để cho chúng ta nương vào để cúng dường hằng xa chư Phật khắp mười phương. Sau đó thì bắt đầu chúng ta vào tụng tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Sau đó chúng ta bắt đầu vào cái bài gọi là ngũ bộ chú. Ngũ bộ chú chúng ta thấy có mấy chú đây này. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn này là một này. Tịnh thân nghiệp chân ngôn là hai này. Tịnh tam nghiệp chân ngôn là ba này. An thủ địa chân ngôn là bốn. Và phả cúng dường chân ngôn là năm này. À, thấy năm cái chú này gọi là ngũ bộ chú. Ở trong chư Hán chúng ta lúc nãy tôi nghe nói là, tôi nói với các quý vị là bắt đầu ngồi bình tọa tụng lô nhang các chú. Các chú thì đấy chính là các chú này đây, tức là năm bộ chú này. Chư Hán gọi là ngũ bộ chú, ngũ tức là số năm, tức là năm bộ chú trước khi gì vào đọc các kinh. À, tí nữa tôi nói cho các quý vị vì sao lại phải có tụng ngũ bộ chú này trước khi đọc các kinh. À, nó có chuyện xảy ra. À, cho nên sau này cái này không phải là ngày xưa Đức Phật là thuyết phải tụng năm bộ chú này đâu. Nhưng mà Phật giáo truyền sang Trung Hoa thì các vị tổ sư tu hành đắc đạo mới phát hiện ra, bắt đầu vào đọc kinh luôn có vấn đề, cho nên các ngài mới bắt đầu phải tụng thêm năm cái bộ thần chú rút ở trong mật tạng này vào. À, tức là rút ra từ ở trong mật tông lấy ra từ trong mật tông để đặt lên hàng đầu trước khi tụng kinh này. Thì cái chú thứ nhất chúng ta thấy là gì? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, án tu lị ma ha tu lị, tu lị tát bà ha. Đọc ba lần như vậy. Vì sao? Cái thần chú thì không thể giải thích được, nhưng mà mình nói đại ý là cái công năng của thần chú này là làm cho cái khẩu nghiệp của mình là gì? Được trong sạch. Vì Đức Phật nói ở trong kinh là gì? Con người chúng ta có ba nghiệp chính, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp thì có sát, đạo, dâm. Khẩu nghiệp thì có gì? Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Đó. Vọng ngôn tức là nói sai sự thật đó. Ỷ ngữ tức là nói thêu dệt đó. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều. Các cụ ngày xưa chúng ta hay dịch là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo đó. Để cho hai bên họ tức giận nhau, hiềm khích với nhau đó. Ác khẩu tức là nói lời hung ác, thề bồi chửi bới vân vân, làm cho họ đau khổ, thậm chí là bực mình cắn lưỡi tự vẫn mà chết đó, vân vân. Đó. Từ vô thủy kiếp, cái khẩu nghiệp của chúng ta gây tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi rồi. Cho nên á, nay trước khi vào đọc vào chính văn kinh lời vàng tiếng ngọc mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết trên 2500 năm về trước, cho nên nay chúng ta phải làm cho cái nghiệp về miệng của mình được trong sạch đã thì mới đọc kinh.
Đấy, đại ý là các tổ sư người ta phát hiện ra trước khi là đọc kinh Phật thì nên làm cho khẩu nghiệp được trong sạch. Khẩu nghiệp rồi ấy, chúng ta thấy chưa đủ, thế còn thân với còn ý nữa, mới có khẩu nghiệp chưa đủ nên chúng ta thấy đưa khẩu nghiệp lên trước. Vì sao? Vì miệng tụng mà, miệng chúng ta tụng ấy, cho nên là phải đưa miệng lên trước. Sau khi nghiệp miệng được sạch sẽ rồi, chúng ta thấy là tiếp tục tụng cái chú gì, tịnh thân nghiệp chân ngôn. À, khẩu nghiệp thanh tịnh rồi, bây giờ tiếp tục lấy gì, lấy nghiệp thanh tịnh gì về thân. Thân thì từ vô thủy kiếp Đức Phật nói là chúng sinh thường hay phạm vào ba tội, đó là sát sinh. Sát sinh chúng ta cũng phải dùng tay để gì ạ? Dùng tay, dùng chân để cắt cổ, để đấm, để đá, để giết chết các loại chúng sinh, thậm chí là con người. Cho nên á, đó gọi là nghiệp về thân thì có ba nghiệp. Thứ nhất là nghiệp sát, thứ hai là nghiệp đạo. Đạo tức là gì? Là trộm cắp. Đạo là nguyên âm là chữ Hán. Việt Nam chúng ta gì là trộm cắp. Trộm cắp thì chúng ta cũng phải gì, dùng bằng thân. Thân thì phải tới nơi mới lấy được, đúng không? Mà đến lấy thì hoặc lấy bằng gì? Lấy bằng tay. Dùng thân thể để cướp lấy, tước đoạt lấy, nắm giữ lấy. Đó ta gọi là trộm cắp. Tà dâm thì cũng gì? Cũng do thân mà ra. Đối với Phật tử tại gia thì Đức Phật chỉ nghiêm cấm nghiệp tà dâm. Đó. Cho nên á, nay tụng kinh này thì nghiệp, cái vấn đề thứ hai đó là làm cho thân nghiệp được thanh tịnh nhờ vào câu thần chú là án tu đa lị tu ma lị sa bà hà, đọc ba lần như vậy, nương vào cái từ lực và cái oai đức của thần chú mà chư Phật Bồ Tát đã tuyên thuyết ở đây á, các tổ sư biên tập hội tập lại á, thì khiến cho cái nghiệp về thân sát đạo dâm đó liền là được trong sạch, liền được trong sạch. Giống như chúng ta, tôi nói một cái ví dụ, chúng ta đi ngoài gì? Ngoài trời mưa thế này bị ướt bẩn, ướt bẩn, thậm chí đi ngoài đường á và bị bụi, bùn đất nó bắn lên, chúng ta gì bị bẩn. Bị bẩn thì chúng ta muốn sạch thì là phải làm sao các quý vị? Vào nhà gì? Vào nhà gì? Vào nhà tắm. Và tắm rửa cho sạch sẽ, thay bộ quần áo mới vào. Như vậy đi vào nhà lại bình thường, đúng không? Còn nếu chúng ta bẩn thỉu như thế mà đi vào nhà, ai chứa chúng ta không? Không ai chứa. Kể cả nhà của chúng ta, vợ con nó cũng bỏ chạy mất. Nó bảo tự nhiên ông chồng hôm nay ông làm sao? Ông đi về mưa ướt bẩn thỉu như vậy, ông trèo lên giường ông ngủ, vợ nó cũng chạy mà con thì nó cũng chạy. Mà có khi lại còn sinh bệnh cảm hàn mà gì, mà chết nữa. Đó, cho nên muốn cho thân thể sạch sẽ khi đi ngoài đường bẩn, đi ngoài trời ướt thì phải tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đi cho nó tươm tất, khi đó mới làm gì thì làm. Đây cũng tương tự như vậy. Muốn tụng kinh Phật, muốn diễn giải, muốn đọc tụng lời vàng tiếng ngọc của Phật Tổ Như Lai thì chúng ta phải làm cho nghiệp về thân được trong sạch. Cũng giống như người đi đường bẩn thì phải tắm rửa sạch sẽ mới vào nhà, mới có thể ngồi tiếp khách, mới có thể ăn cơm, mới có thể ngồi xem truyền hình, hay mới có thể đọc kinh niệm Phật gì vân vân. Đó, đấy là cái ý nghĩa nói sơ bộ như vậy để chúng ta biết được. Và chúng ta thấy nghiệp về khẩu, nghiệp về thân là đủ chưa? Chưa đủ. Chưa đủ. Mà còn phải thêm nữa. Thêm sao? Thêm đây là thêm nghiệp về ý nữa. Mà cái chú thứ ba này không chỉ thêm nghiệp về ý mà còn để vào, còn thì tăng thêm cho cả thân khẩu nữa, cả khẩu và thân nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy tịnh tam nghiệp chân ngôn. Tịnh tam nghiệp, tịnh tức là làm thanh tịnh, chứ tịnh có nghĩa là thanh tịnh, là trong sạch. À, là trong sạch. Giống như áo bẩn thì giặt đi, thân thể bẩn thì tắm rửa đi, vân vân, đó gọi là tịnh. Đó. Chứ tịnh có nghĩa là làm trong sạch. Tam nghiệp, chữ tam là số đếm, phiên âm, nguyên âm từ tiếng Phạm. Tam có nghĩa là số 3. Tam nghiệp tức là ba nghiệp. Ba nghiệp gì? Ba nghiệp. Nghiệp thứ nhất là nghiệp thân, nghiệp thứ hai là nghiệp khẩu, và nghiệp thứ ba là nghiệp ý. Nhưng ở trong này các tổ á, vì chúng ta đọc phúng tụng bằng miệng, tức là đọc bằng lời phát ra từ miệng á, cho nên á, đặt cái khẩu nghiệp lên đầu tiên để làm trong sạch. Cái thứ hai là thân ngồi trước tam bảo rồi,
thì phải gì làm ngồi trước tượng Phật, tượng Bồ Tát và hoặc là ban thờ thần linh gia tiên chúng ta để tụng kinh này rồi á, thì chúng ta phải làm cho ba nghiệp. Thứ nhất là khẩu để đọc tụng, thứ hai là thân để ngồi trước ban thờ tổ tiên hoặc là điện Phật, và thứ ba đó là làm cho ý được gì, được thanh tịnh. Và đây đó, tình tam nghiệp chân ngôn, tức là làm cho ba nghiệp thân khẩu ý được được trong sạch. Đọc cái câu chú là gì, án sa phạ bà phạ chuột đà sa phạ đạt ma sa phạ bà phạ chuột độ hám, án sa phạ bà phạ chuột đà sa phạ đạt ma sa phạ bà phạ chuột độ hám, án sa phạ bà phạ chuột đà sa phạ đạt ma sa phạ bà phạ chuột độ hám. Đó, ba lần đọc như thế thì nương vào cái từ lực oai đức của thần chú, ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta được thanh tịnh, giống như người đã tắm rửa sạch sẽ, thay mặc quần áo và ngon lành rồi thì vào nhà ai cũng gì, chúng ta có thể tiếp khách, có thể ngồi ăn cơm, có thể ngồi uống trà, có thể ngồi xem tivi, hoặc có thể lễ Phật tụng kinh vân vân, đều không bị trái, đều không bị trái nữa. Đó cho nên cái ý nghĩa làm cho ba nghiệp được thanh tịnh này, để trước khi vào đọc tụng bộ kinh này nói riêng và các bộ kinh đại điển đại thừa nói chung, nghi thức chung của Phật giáo đại thừa đó, thì chúng ta thấy là các tổ rất là sâu sắc. Đủ chưa? Chưa đủ. Ba nghiệp được thanh tịnh rồi, bắt đầu vào đọc kinh, đủ chưa? Chưa đủ. Có cái gì? Bắt đầu đến chú thứ tư là an thổ địa chân ngôn. Nam mô tam mãn đá một đà nấm án đổ rô địa vĩ tát bà ha. Vì sao lại có thần chú này? Đáng lẽ ra thì ba câu thần chú trên kia, tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp và tịnh tam nghiệp là đủ rồi. Đáng lẽ là ba cái chú kia là đủ rồi. Nhưng mà ngày xưa, bước đầu khi mới dịch kinh điển ra, các tổ sư ở Trung Quốc tụng thì thường ba chú đấy. Nhưng nó có một cái câu chuyện xảy ra như thế này. Ngài Đạo Tuyên luật sư là một vị gọi là tổ sư của luật tông Phật giáo Trung Hoa. Ngài là một vị cao tăng đắc đạo, chứng được các phép thần thông. Cho nên một hôm Ngài bắt đầu khởi tụng gọi là chú thần chú Lăng Nghiêm và Đại Bi Thập Chú. Ngài bắt đầu Ngài tung cái chú đó lên thì Ngài thấy là gì? Quái đất. Quái đất tức là cái đất chung quanh cái chùa tự nhiên nó cứ rung rinh. Mình gọi là động đất. Ở thế gian mình gọi bình thường là động đất. Thì tự nhiên Ngài thấy quái đất rung rinh. Thì Ngài mới bắt đầu dùng cái thần lực, cái thần thông của Ngài. Ngài có thần thông mà cao tăng đắc đạo thì người ta có thiên nhãn thông. Cho nên Ngài dùng thấy thần linh thổ địa ở đó, bắt đầu Ngài đọc tụng một cái thần linh thổ địa là chạy rẽ đất. Thần linh thổ địa chạy rẽ đất. Vì sao mà chạy rẽ đất? Vì một bậc cao tăng như vậy khi mà khởi niệm tụng đại thần chú của Phật là chú Lăng Nghiêm và Đại Bi Thập Chú đó, thì tự nhiên là thiên long bát bộ các vị chư Bồ Tát, thiên long bát bộ là khắp mười phương vân tập để gì? Để tùy hỷ, để cúng dường. Cho nên đùng một cái là gì? Các vị thần linh thổ địa ở dưới thấy các vị thiên tử, thiên nữ với các vị vua ở các quái trời đến để cúng dường, thì các vị, mình nói, tôi nói nôm na với các vị thần linh thổ địa giống như chủ tịch xã với lại trưởng thôn đấy mà, hoặc là trưởng khu phố ấy mà. Đùng một cái mà gì mà tổng bí thư hay là thủ tướng hay là chủ tịch nước hay là tổng thống, tùy theo cái chế độ của các quốc gia. Như chúng ta theo sau chủ nghĩa thì tôi nói đơn giản như là tổng bí thư hoặc chủ tịch nước hoặc thủ tướng chẳng hạn xuống thăm địa phương. Mà thăm địa phương thì không phải là chú ý về thăm ủy ban nhân dân xã, mà lại về thăm ngôi chùa này chẳng hạn, tôi lấy ví dụ như thế. Mà đi tháp tùng thủ tướng hoặc là chủ tịch nước thì có bí thư hoặc là có chủ tịch thành phố Hà Nội, hoặc là có bí thư, có chủ tịch thị xã đi theo. Nhưng mà gì mà không báo trước, tôi không báo trước cho địa phương ở đây biết, đúng không? Thì đùng một cái các cụ, xe của các cụ đến ở sân chùa rồi, bắt đầu chủ tịch thị xã hoặc là bí thư thị xã mới hỏi tôi rằng thế mấy ông cán bộ xã đâu, không thấy đâu thầy. Thế lúc đó tôi mới vội vàng, tôi mới rút điện thoại ra, tôi gọi cho các ông ấy bảo các bác sang chùa một tí, có thủ tướng hay là có chủ tịch nước, có chủ tịch thành phố, chủ tịch thị xã về chẳng hạn. Thì lúc đó các vị biết không,
ông bí thư, ông chủ tịch xã cho dù đang ăn cơm hay là đang tiếp khách, đang làm gì như nữa, hay đang cuộc họp, chủ trì cuộc họp đi nữa, mà cuộc họp không quan trọng cũng phải gì, dừng cuộc họp lại để mà sang gì, sang để mà đón tiếp cấp trên của mình về thăm địa phương mình và thăm ngôi chùa địa phương mình. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ như thế. Cho nên á, vội vội vàng vàng, thậm chí có, xin thưa các vị, có vị có phải đi nhầm cả dép của người khác, có vị thì có khi còn gì, không kịp gì ạ, không kịp là cài ca la vát nữa, không kịp là quần áo chỉnh tề tươm tất nữa. Cho nên á, đấy gọi là gì, mới gọi là vội vội vàng vàng thì nó không đầy đủ ai nghi phép tắc vậy. Cho nên á, ngày xưa câu chuyện là Đạo Tuyên Luật Sư khởi tâm đọc tụng Bộ Đại Thần Chú của Phật là chú Thủ Lăng Nghiêm và Đại Bi Thập Chú đó. Thiên Long Bát Bộ, chư thiên các quái dục, quái sắc, quái vô sắc xuống nhân gian để gì? Để tùy hỷ, để cúng dường một vị cao tăng, một vị thánh tăng khởi niệm đọc tụng Đại Thừa Kinh và Đại Thừa Thần Chú của Phật như vậy. Cho nên nó khiến cho Long Thần Thổ Địa cai quản cái khu vực đó chạy rẽ đất tán loạn ra, và để đi gì? Để đi người thì gọi các vị Long Thần Thổ Địa để đi chuẩn bị y phục rồi các thứ để ra để đón chào, nghênh tiếp cấp trên của mình. Vì chư thiên, vua của quái trời dục giới, thứ hai là quái trời đau lợi đó, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, trong Kinh Pháp Hoa gọi là cha lành của chúng sinh ở nhân gian này, và là gì, là vị vua tối cao cai quản nhân gian này. Vì vậy tất cả các vị thần linh thổ địa ở thế gian này, như ở trong tâm linh người ta nói, người ta vẫn gì, vẫn chịu sự chi phối và quản lý của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Giống như tất cả các chủ tịch xã, bí thư huyện, chủ tịch huyện, bí thư chủ tịch tỉnh đều chịu sự quản lý của gì, của thủ tướng và của chủ tịch nước và của tổng bí thư. Nói nôm na là gì, là Bộ Chính trị là cao nhất, xong đến Trung ương Đảng mới đến gì, mới đến các tỉnh, các huyện, các thành phố, tỉnh thành phố và huyện về sau vậy, vân vân. Đó, cấp quản lý ở dưới cõi âm và trong cõi vô hình ở trong tam giới này cũng như vậy các quý vị. Cho nên sau khi thấy như vậy, thấy như vậy, bắt đầu là tổ mới thấy là mình có một cái lỗi gì chăng. Sau khi á, đọc tụng xong một cái chư thiên đến cúng dường xong rồi, bắt đầu á, tổ mới ngồi thiền nhập định, mới cho gọi thổ địa đến để hỏi tại sao lúc nãy các ông lại chạy đi đâu mà tan tác nháo nhác như thế. Thổ địa mới bảo rằng á, bạch là trưởng lão, là xin là trưởng lão. Trưởng lão có nghĩa là những vị cạo đạo cao đức trọng, chỉ cho các vị tôn túc đạo cao đức trọng đó, gọi là bạch trưởng lão. Là lần sau á, nếu trưởng lão mà có khởi tâm đọc tụng Đại Thừa Kinh thì á, xin là trưởng lão báo cho chúng con biết trước để chúng con gì còn chuẩn bị. Đó, thì hỏi làm sao, vì là khi mà tụng Đại Thừa Kinh như vậy á, thì chúng con mà ở đấy mà không á, y áo chỉnh thề để ra chầu để ra đón tiếp á, chư Phật Bồ Tát và Thiên Long á, cấp trên của chúng con á, thì chúng con sẽ bị gì, quở trách. Và nếu mà còn á, thất thố khi mà hoặc là đang mải ngủ nghỉ vân vân á, thì khiến cho chúng con là bất an, tức là thân tâm là bất an. Nhưng mình gọi là gì, gọi là gọi nôm na là gì, cấp trên mà về mà cấp dưới không ra đón tiếp thì không biết là cái ghế ngồi của ông ấy có được gì, được vững hay không. Hay là mấy hôm sau nghe tin là gì, cấp trên đánh cái giấy về là đồng chí A, đồng chí B, chủ tịch xã này hay là bí thư xã này gì, bị chuyển công tác lên làm nhân viên một cái ban cái bệ nào đó, hay là xuống làm nhân viên để người khác lên làm chủ tịch chẳng hạn, thì ngồi mất cái ghế của họ. Đó, tương tự như vậy. Cho nên á, Long Thần Thổ Địa mới bạch với tổ rằng lần sau mỗi khi khởi tâm đọc tụng Đại Thừa Kinh và các bộ Đại Thần Chú, xin là tổ gì báo cho chúng con biết trước. Vì vậy bắt đầu từ đó mới có cái chuyện là thêm cái bộ chú An Thổ Địa Chân Ngôn này vào trước khi ạ. Cho nên á, bắt đầu á, từ đó chúng ta thấy là có cái bộ chú này vào để an Thổ Địa Chân Ngôn, tức là làm gì, làm cho cái tâm của các vị thổ địa được an ổn.
mình báo trước cho họ, họ biết đó, thì họ chuẩn bị trước, trước khi tụng kinh. Vì trong kinh nói là mỗi khi đọc tụng các bộ kinh Điển Đại Thừa và Đại Thần Chú của Phật đó, của Bồ Tát đó, thì chư vị Thiên Long Bát Bộ thường đến tùy hỷ cúng dường và hộ trì. Đó là tự các vị phát nguyện với Đức Phật khi mà trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài tuyên thuyết các bộ kinh đó, thì Thiên Long Bát Bộ phát nguyện như vậy. Cho nên nay chúng ta mỗi khi đọc tụng thì các ngài đến để tùy hỷ, để cúng dường đến đầy cả hư không. Đó. Đầy cả hư không. Sau cái thần chú An Thổ Địa đó là thần đến thần chú thứ năm. Thần chú thứ năm chúng ta thấy là gì? Là phả cúng dường chân ngôn. Cũng có sách gì là phổ cúng dường chân ngôn. Chữ phổ với chữ phả đó là cái phiên âm thôi. Miền Bắc thì chúng ta đọc là phả. Miền Nam thì đọc là gì? Là phổ. Ví dụ như phả cúng dường, miền Bắc thì đọc là cúng dường, còn miền Nam thì đọc là gì? Cúng dường. À, phổ cúng dường chân ngôn. Miền Bắc thì phả cúng dường chân ngôn. À, thì đấy để cho chúng ta cũng biết được tại sao có sách thì thấy viết là phổ, có sách thì viết là phả, có sách thì viết là dường, có sách thì viết là dường. À, để chúng ta biết được là cái phát âm. Miền Bắc thì là cúng dường, miền Nam thì là cúng dường. À, miền Bắc là phá, miền Nam là phổ. Đó. Tức là chân ngôn phổ cúng dường. Đọc cái chân ngôn này lên á, án nga nga nắng tam bà và việt nhật la hộc ba lần đó, thì tất cả cái công đức tụng kinh của chúng ta, công đức niệm Phật trì chú của chúng ta, khiến cho các vị Thiên Long Bát Bộ cũng đều được công đức như những người đọc kinh như chúng ta không khác. Nhấn đến là các vị gì? Thần linh thổ địa cai quản cái khu vực ngôi chùa này, hoặc là gì? Hoặc là mảnh đất khu vực này, tức là cái lĩnh vực quản lý của họ được phân công quản lý trông nom ở dưới Quái Âm ở cái khu vực đất này, họ cũng đều được công đức như chúng ta đọc kinh không khác. Nhấn đến á, chúng ta hướng tâm hồi hướng cho ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhấn đến á, khắp trong á, lục đạo á, cũng đều được công đức như chúng ta tụng kinh không có khác. Chúng ta hướng tâm nguyện cho họ được như vậy, đó gọi là ý nghĩa của phả cúng dường chân ngôn. Không chỉ cúng dường các bậc trên, bậc thượng công đức hơn chúng ta, mà chúng ta còn gì? Còn cúng dường bố thí cho tất cả những chúng sinh kém phúc hơn chúng ta về công đức tụng kinh này. Cho nên á, trong kinh nói là càng tùy hỷ công đức, càng phát tâm rộng lớn để hồi hướng cho nhiều chúng sinh được biết Phật Pháp và được thâm nhập vào Phật Pháp, thì chúng ta càng được công đức nhiều. Còn chúng ta cứ bo, cứ cầu nguyện cho bản thân mình thôi á, thì công đức đó càng ngày càng gì? Càng sút giảm đi. Còn chúng ta càng phát tâm rộng lớn, cầu nguyện cho mọi người á, thì công đức của chúng ta ngày một tăng thêm. Sau đó đọc xong ngũ bộ chú, tức là năm bộ chú đó rồi, chúng ta vào một cái bài kệ. Bài kệ này á, thì chúng ta thấy là chỉ có thấy ở trong tụng kinh Pháp Hoa, kinh Ba Đại Bát Nhã và kinh Địa Tạng này là thấy có thôi. Kinh Địa Tạng những bản dịch khác cũng không có, nhưng bản hội tập của tôi này thì gì? Tôi mới có. Các bản hội tập khác là không có. Bản dịch khác không có, nhưng bản này tôi thấy là lợi ích. Thấy cái lợi ích của sự phát nguyện thọ trì đọc tụng một bộ kinh nào đó, mình phải phát nguyện cơ. Nếu chúng ta không phát nguyện thì chúng ta nói với các quý vị đọc một hai hôm là chúng ta chán, chúng ta bỏ, chúng ta chuyển sang kinh khác. Đấy, cái trò đời chúng ta là như thế. Thường đọc kinh là nghe người ta nói là bộ kinh này tốt lắm, tụng bộ kinh này tốt lắm, và chúng ta liền bỏ cái bộ kinh trước và là đọc tụng bộ kinh mà nghe người nói tốt lắm. Được vài bữa thì lại đi nghe một thầy khác nói ôi tụng bộ kinh này tốt hơn, và chúng ta lại tiếp tục bỏ bộ kinh này để bộ kinh đó để đi tụng bộ kinh một cái vị tăng mới khuyên chúng ta đó bảo tốt hơn, và chúng ta đọc tụng cái bộ kinh mới. Cứ như vậy, các cụ ngày xưa hay nói cái kiểu này là gì? Gọi là đứng núi này trông núi nọ, đúng không? Đứng núi này trông núi nọ. Không có lập trường, không có quan điểm rõ ràng, không khởi ra được một cái đại nguyện để thọ trì đọc tụng một bộ kinh Phật, học hành cho am hiểu một bộ kinh Phật, sau đó mới chuyển kinh khác.
Còn kinh Phật đó, thì xin thưa các quý vị, thì bộ kinh nào cũng tốt, đặc biệt là các bộ kinh điển đại thừa, thì kinh nào cũng Đức Phật mục đích là chỉ dạy ra cũng để cho khai thị ngộ nhập, chi kiến Phật cho chúng sinh, tức là chỉ bảo cho chúng sinh biết là mỗi chúng sinh đều có thể thành Phật, và nếu tu tập thì đều có thể thành Phật như Ngài, không có khác, đều thoát ly sinh tử khổ đau như Ngài, không có khác, đều viên mãn vô thượng chứng quả Bồ Đề để độ chúng sinh như Ngài, không có khác đó. Nhưng mà chúng ta vì cái tâm chúng sinh nó thích rong ruổi, nó thích là chạy nhảy, bay nhảy hết cành này đến cây khác, đứng núi này trông núi nọ, cho nên ở đây chúng tôi mới hội tập, mình gọi là gì, gọi là copy đi, copy từ cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái bài phát nguyện này là xuất phát ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xuất phát của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà tôi thì ngày xưa thì tôi thì hay đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên nó quen rồi. Mà tôi thấy cái ý nghĩa và lợi ích của cái bài kệ này, bài kệ phát nguyện này rất là tốt, rất là sâu sắc, khiến cho chúng ta vững thêm niềm tin để mà đọc tụng. Một thời gian học hành và đọc tụng nghiên cứu cho kỹ thì có vô lượng, được vô lượng công đức. Cho nên cái bài kệ là gì? Kính lạy Tam Giới Tôn. Kính lạy Tam Giới Tôn là lạy ai? Chính là lạy Thích Ca Mâu Ni Phật. Tam Giới Tôn, Tam Giới Tôn, Tam Giới Tôn. Tam giới tức là chỉ cho ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có gì? Trong kinh này nói là dục giới thì có gì? Thấp nhất là cõi địa ngục, rồi đến cõi ngạ quỷ, đến cõi súc sinh, đến cõi người, đến cõi Atula và các cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới có gì? Có 6 cõi. Cõi thấp nhất là cõi Tứ Thiên Vương, cõi thứ hai là cõi Đao Lợi Thiên, cõi thứ ba là Dạ Ma Thiên, cõi thứ tư là Đâu Xuất Thiên, cõi thứ năm là Hóa Lạc Thiên, và cõi thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Đó là 6 cõi trời dục giới và nhân gian, cũng như 3 đường ác đạo và đường Atula, thuộc về cõi dục. Thứ hai là cõi sắc. Cõi sắc Đức Phật nói là có 18 tầng trời, tức là 18 cõi trời chính của cõi sắc. Đó, như trong kinh Địa Tạng này, chúng ta dở sang một chút thôi, chúng ta thấy là có các cõi sắc, bắt đầu từ cõi sắc như là gì? Cõi trời phạm chúng. Từ cõi trời phạm chúng thiên đến phạm phụ thiên, đến đại phạm thiên, đến thiểu quang thiên, đến vô lượng quang thiên, vân vân đó. 18 cõi chính. Ngoài 18 cõi này thì còn có rất nhiều các cõi thiên của cõi rồi. Cõi thiên nhỏ hơn, tức là cõi nước nhỏ hơn của chư thiên, thuộc về các cõi, thuộc về 18 cõi. Cõi phạm thiên, đại phạm thiên, phạm chính, phạm phụ, vân vân, của các cõi trời sắc giới này nữa. Đức Phật chỉ nêu ra 18 cõi chính của sắc giới thiên mà thôi, chứ thực tế có đến vô lượng, vô biên. Các nước nhỏ, các cõi trời nhỏ của chúng trời sắc giới thiên, không thể kể hết được. Kể nước lớn thôi, cõi lớn thôi. Giống như cõi dục giới cũng vậy, chỉ kể cõi lớn thôi. Chúng ta biết là trong kinh nói bên cạnh cõi trời Đau Lợi còn có gì? Còn có 32 cõi trời Đau Lợi nhỏ nhỏ ở xung quanh cõi trời Đau Lợi nữa. Ở giữa là 33. Thiên Đế Thích là cõi ở giữa, là vị thiên chủ đứng đầu của 33 cõi trời. Thứ hai là cõi trời Đau Lợi. Đó, chứ không, nhưng người ta chỉ tính có một cõi thôi. Trong kinh Phật tính có một cõi thôi, đó là cõi Đau Lợi thôi, nhưng có 33 nước. Thì 32 nước nhỏ bao bọc chung quanh để bảo vệ cho một nước lớn ở trung tâm, lấy Hỷ Kiến Thành để làm trung tâm cõi trời Đau Lợi. Và trong Hỷ Kiến Thành thì có Diệu Pháp Đường, hay còn gọi là Chính Pháp Đường, là nơi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế và chư thiên ở cõi trời đó thường hội họp, bàn các việc triều chính, tiên sự, quốc sự của thế giới họ đó, vân vân. Đó,
Còn về cõi vô sắc, cõi vô sắc ở trong kinh này chúng ta thấy, kinh này đây, trong kinh này chúng ta thấy có gì? Từ phi phi tưởng xứ thiên trở lên á, có ma hê thủ la thiên. Ở trong kinh nói là, trong kinh thường ấy nói là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, không vô biên thứ, sức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đó, ở trong cái từ điển á, Phật học á, và các sách học á, thì như vậy. Thế còn ở trong kinh này chúng ta thấy là dịch sang dịch cái tên khác là đến ma hê thủ la thiên, đó là cõi trời cuối cùng của sắc giới. Ở đây trong này chỉ nói là để cho đến phi tưởng chữ thiên, tức là nói tắt rồi. Chứ thực tế là gì, nói đầy đủ là gì, không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên và phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Đó là bốn cõi trời vô sắc. Nhưng mà nói là bốn cõi như vậy, nó cũng có rất nhiều nước nhỏ của cõi trời ở đó. Cõi trời vô sắc, cõi trời cao nhất của vô sắc đó là phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Hôm qua chúng tôi nói là Đức Phật nói là thọ mạng được 80 vạn đại kiếp, thọ lâu như vậy. Đó. Đấy, cho nên ở đây đang nói là Đức Phật chính là gì? Là bậc thầy của ba cõi này. Cho nên ở đây câu kệ đầu tiên là kính lại tam giới tôn. Chứ tôn có nghĩa là gì? Là tôn quý, là cao nhất. Tôn ở đây là ngoại tắt, nói đủ là gì? Phải nói là Đức Thế Tôn. À, là Đức Thế Tôn, tức là chỉ cho gì? Chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên kính lại tam giới tôn, tức là kính lại Đức Phật gì? Thích Ca Mâu Ni. Nghĩa là kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao chúng ta lại kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Vì Ngài chính là người tuyên thuyết ra bộ kinh này ở tại cung trời Đao Lợi, cũng như là tuyên thuyết ra tất cả tam tạng thánh điển kinh luận luận của Phật giáo ở thế gian này. Cho nên nhớ cái ân điển của Ngài, cho nên chúng ta kính lạy Ngài. Vì Ngài chính là gì? Bậc đại đạo sư ở thế giới Sa Bà này. Ngài chính là người thầy dẫn đạo cho chúng sinh ở thế giới Sa Bà này biết được con đường thoát ly chúng khổ. Cho nên chúng ta thường gì? Thường hay đọc là gì ạ? Thường hay đọc là gì? Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là tiếng miền Bắc. Miền Nam đọc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là tiếng miền Nam. Vì sao lại Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Vì sao lại gọi là Bản Sư? Bản tức là gì? Là gốc. Cái chữ Hán ấy, cái bản có nghĩa là gốc, là rễ. Vậy tức là gì? Ở thế giới này hay là tất cả thế giới mười phương, đối với chúng ta ở cõi Nam Thiềm Bồ Châu này ấy, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy, vị đại đạo sư, vị thầy gốc của chúng ta, tức là vị thầy chính của chúng ta. Còn Đức Phật A Di Đà cõi Tây Phương ấy, đó là gì? Cũng do Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta cầu sinh về đó. Khi Ngài nhập Niết Bàn rồi, tự tu tự chứng rất khó. Cho nên Ngài giới thiệu cho chúng ta có một phương pháp tu, có một cõi nước an tịnh, và có một Đức Phật có đại nguyện rộng lớn, có nhân duyên với thế giới chúng ta, phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh ở khắp mười phương thế giới, trong đó có thế giới chúng ta. Nếu như ai mà muốn sinh về thế giới của Ngài, chỉ niệm danh hiệu của Ngài từ 10 câu trở lên trước khi lâm chung, và trong khi lâm chung mà giữ được tâm chính niệm, niệm 10 câu trở lên, người đó cũng được vãng sinh. Mà vãng sinh rồi á, thì thọ lượng vô biên, công đức vô cùng vô tận, công đức và thọ lượng viên mãn đầy đủ, thành hàng bất thoái chuyển Bồ Tát, tu tập cho đến ngày thành Phật. Cho nên á, chúng ta thấy là sau khi quy mệnh tam giới tôn Thích Ca Mâu Ni Phật á, chúng ta gì? Sau khi kính lạy tam giới tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta quy mệnh mười phương Phật nữa. Quy mệnh tức là gì? Nó cũng là một cái từ gì? Từ Nam Mô mà phiên âm ra. Nó cũng tương đương với lại kính lạy, tức cũng tương đương với chữ kính lễ, vân vân, không có khác. Có cái chữ nó đọc phát âm khác đi, nhưng nghĩa thì như nhau. Quy mệnh mười phương Phật,
Tức là chư Phật khắp mười phương chúng ta đều gì? Đều quy mệnh, đều kính lễ, đều kính lại. Con nay phát nguyện lớn, đây là gì? Nói lên cái tâm của chúng ta, cái ý chí của chúng ta. Mới gọi là con nay, tức là chỉ cho tất cả chúng ta, ai mà từng ở trong hội trường này hoặc ở tại gia đình chúng ta hay ở bất cứ chỗ nào, chúng ta phát nguyện đọc lên cái câu đó, có nghĩa là gì? Là con nay phát nguyện gì? Nguyện lớn. Nguyện này là nguyện lớn chứ không phải là nguyện nhỏ. Nguyện lớn trong chữ Hán nó gọi là đại nguyện. Gọi là đại nguyện, tức là nguyện rất lớn. Nguyện này không phải là hàng phàm phu bình thường có thể làm được. Không phải là cái người không có tín tâm có thể làm được. Cho nên chỉ có những người phát khởi được tín tâm, phát khởi được lòng thành kính thì mới có thể phát nguyện và làm được thực sự theo lời phát nguyện của mình. Thì cho nên đây nói là con nay phát nguyện lớn, trì tụng kinh Địa Tạng. Còn ở trong kinh Pháp Hoa thì là gì? Là trì tụng kinh Pháp Hoa hay là đọc tụng kinh Pháp Hoa. Còn trong kinh Bát Nhã thì chúng ta thay vào là trì tụng kinh Bát Nhã hoặc đọc tụng kinh Bát Nhã. Đó, thay cái tên đó vào thôi. Đó. Nhưng mà ở đây chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Vì chúng tôi nói với các quý vị, chúng tôi phát nguyện 3 năm giảng dạy, nghiên cứu, thọ trì, đọc tụng kinh Địa Tạng mà. Cho nên á, chúng ta phải phát đại nguyện như vậy mới làm được 3 năm. Bằng không á, thì mới đọc được khoảng vài hôm. Có người đến khuyên chúng ta là ôi kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng ma nó đến nhà. À, như bữa trước tôi nói có một Phật tử ở tiếp bên Pháp á. Phật tử ở bên Pháp nghe giảng qua mạng á, qua cái trang web của nhà chùa mình á, nghe giảng được mấy chục tập giảng kinh Địa Tạng của chúng tôi. Phật tử ở bên kia nhưng mà ngày nào cũng nghe. Nghe đi nghe lại, Phật tử bảo á, ngày nào con cũng mở pháp của thầy, con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng. Thậm chí bạch thầy, con nghe đi nghe lại, nghe một đĩa mà một bài giảng của thầy nghe đến vài chục lần rồi. Con không thấy chán. Mà càng nghe con càng thích. Mà con cứ mở băng giảng của thầy lên thì con mới thấy an. Con mới ngủ được. Đó. Con nghe giảng một chút xong con ngủ, ngủ đến lúc tỉnh dậy thì con lại nghe tiếp. Đó, mà ngủ rất là ngon. Đi làm cũng vậy, con trông trẻ con cho người ta là con cứ mở lên con nghe và gì, trẻ nó cũng ngoan. À, bình thường trước đây thì trẻ con nhà cái nhà chủ nó chơi lắm, nhưng từ khi con mở cái băng pháo lên con ngồi nghe giảng và con trông các cháu thì các cháu nó cũng ngoan theo. À, không biết là có một cái gì đó hay không con không biết, nhưng mà từ đó các cháu nó ngoan lên và con thì cũng có thời gian để niệm Phật nữa. Cho nên Phật tử nghe và phát nguyện. Phát nguyện là cũng đọc tụng bộ kinh này và điện về, tìm số điện thoại ở trong trang web, trong mạng á, điện về cho phòng thông tin và điện về trực tiếp cho tôi, bảo là con muốn tụng kinh Địa Tạng của thầy thì phải làm thế nào. Thế tôi mới bảo phòng thông tin và họ có nhân duyên, họ phát nguyện đọc tụng. Các con á, đóng mấy quyển kinh và cái pho tượng và cái tranh của Bồ Tát Địa Tạng, cái pho tượng nhỏ nhỏ như thế này này, gửi từ Việt Nam sang bên Pháp cho họ. Chẳng mấy khi được kiều bào ở nước ngoài xa xôi như thế mà họ lại phát nguyện đọc tụng bộ kinh này cùng với chúng ta, với đạo tràng chúng ta. Đây là nhân duyên. Cho nên họ gửi cho họ. Sau khi họ nhận được, họ vui lắm. Sau khi mấy tuần gửi họ nhận được, họ vui. Và họ thờ, họ tụng. Họ thấy rất là an lạc. Họ thấy an lạc, không chỉ vậy, họ không chỉ dừng lại mà họ còn gọi điện về trong thành phố Hồ Chí Minh cho người thân của họ nữa, cùng đọc tụng. Và tất cả anh chị em ở trong thành phố Hồ Chí Minh của bà cũng đọc tụng bộ kinh này và cũng thu được cái lợi ích thực sự ở trong gia đình. Ví dụ như là có cô ấy kể với tôi trong tháng 2, tháng sau kể với tôi rằng có hai cái chuyện mầu nhiệm trong gia đình nhà cô ở thành phố Hồ Chí Minh xảy ra. Đó là bà mẹ đã nhiều tuổi cao rồi, thì bà mẹ huyết áp cao. Thì bà mẹ đấy một hôm á, thì tự nhiên là nằm ngủ thì thấy một cái bóng đen á, vào là gì, là đánh mình và nhấc bà cụ á, đem vứt xuống dưới đất, vứt ra ngoài. Và bà cụ ấy trong khi mê man như vậy, mơ như vậy, không biết cái gì cả. Và đứa con gái thì cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng được mấy tuần rồi, đứa con dâu và đứa con gái ở nhà cũng tụng kinh, con dâu cũng tụng kinh. Cho nên dậy sáng mở cửa vào thì thấy bà cụ nằm ở dưới đất,
Thế hỏi bà cụ bảo á, ơ tại sao mẹ lại nằm ở dưới đất thế này? Thế bà cụ bảo, ơ tôi nằm dưới đất à? Thế dậy bình thường, khỏe khoắn bình thường, không có sao cả. Thế bà xong rồi bà cụ mới kể là tối hôm qua tao đang ngủ mơ mơ màng màng, thế nhưng thấy một cái bóng đen nó vào, nó cứ đánh tôi và nó tóm tôi, nó ném tôi, ném tôi. Bình thường ra các quý vị Phật tử bảo á, may mắn là gì? Là con gái và con dâu của con tùng cùng tụng kinh Địa Tạng, cho nên không á, thì bà cụ như thế thì huyết áp cao như vậy mà ngã từ trên giường xuống dưới đất như vậy á, thì bị tai biến và không chết thì cũng gì thành tật nguyền cả đời. Nhưng mà bà cụ dậy mà cái tỉnh dậy mà vô cụ lại ngồi dậy bình thường, khỏe mạnh bình thường và vẫn bình thường. Đấy là một chuyện mà cô ấy kể. Còn cô ấy kể thêm một câu chuyện nữa là có đứa con nó rất nghịch ngợm, nó nghịch phá gia chi tử. Mà con gái mà nghịch phá gia chi tử, nên khi bà mẹ nó tụng bộ kinh này, thế đương nhiên tự nhiên là mấy tuần sau tự nhiên nó về nó xin lỗi mẹ nó và nó bảo là nó con sai rồi, con biết con sai rồi, từ nay trở đi là con gì, con hứa với mẹ con sẽ gì, con sẽ ngoan, con sẽ ở nhà, con sẽ không đi chơi với đám bạn xấu nữa. Chúng ta thấy có những cái trường hợp mà không thể lý giải bằng được, bằng cái vấn đề khoa học, bằng vấn đề duy vật biện chứng ở thế gian. Cho nên các vị thành tâm, tôi bảo các vị thành tâm, chứ không phải hơi một tí cũng đến là thầy ơi thầy, thầy soi cho con với, tôi có phải đồng bóng đâu mà soi, khổ quá. Tôi có phải đồng bóng đâu cứ bảo soi, có người đến cứ bảo là đến chỉ có muốn là nhà chùa soi cho thôi, soi cho xem nhà con có gì không. Mà thằng con nhà con nó hư thế, tôi bảo tôi có phải đồng bóng đâu mà soi. Tôi bảo về đọc kinh đi thì bảo là thầy cứ soi cho con đi, soi xong thì con mới đọc. Lại còn ra giá thế nữa chứ, ra giá mà thầy soi cho thì mới đọc, còn không soi không đọc. Giống như thời Đức Phật ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thế, có vị Bà La Môn chạy theo Phật, bảo Phật đó, hiện thần thông cho để xem, Phật không hiện. Bảo Phật đó, phải hiện thần thông cho ông ấy xem để ông ấy phục Phật, ông ấy xuất ra, Phật không hiện. Ông ấy chạy theo từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối, và ký một câu rồi bảo chỉ xin Phật đó, thì hiện vì ông mà hiện thần thông cho ông xem với một lần thôi, thì ông sẽ tin, ông sẽ xuất ra theo Phật ngay, quy y theo Phật và xuất ra theo Phật ngay. Vì ông ấy nghe thấy mọi người nói là Phật có thần thông, Phật rất giỏi, nhưng mà chỉ nghe thấy thôi chứ chưa được tận mắt chứng kiến thì chưa có tin. Cho nên ông phải nhìn thấy Phật thì hiện thần thông thì ông mới thì mới tin, mới quy y và mới xuất ra. Cho nên mục đích theo Phật từ sáng cho đến tối chỉ mong là Phật gì, vì ông ấy mà thi hiện thần thông một lần thôi là ông quy tam bảo, ông xuất ra ngay. Phật nhất định không thi hiện thần thông, mặc dù Phật có thể thi hiện thần thông bay ở trên hư không, đứng trên hư không như đứng ở dưới đất, đi xuống nước như đi trên đất, tức là chui vào đất như đi trên gì, đi như đi trên hư không, chui qua tường vách vân vân, nhỏ biến thành to, to biến thành nhỏ, dưới mình hiện lửa, trên thì hiện nước, hoặc là dưới thì hiện nước, trên thì hiện lửa, hoặc là nước từ trong, nước lửa từ trong thân phun ra, vân vân. Phật đều có thể làm được những cái loại thần thông đó, và ngoại đạo ở Ấn Độ lúc bấy giờ cũng làm được các loại thần thông đó. Những vị tu hành được năm pháp thần thông của ngoại đạo, họ cũng thể hiện được các thần thông đó. Phật chứng được sáu pháp thần thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, và cái lậu tận thông thứ sáu chỉ có Phật mới chứng được. Còn ngoại đạo không chứng được cái lậu, cái thần thông thứ sáu, tức là lậu tận thông. Các vị A-la-hán cũng chứng được năm pháp thần thông, pháp thứ sáu cũng chỉ gọi là biết một chút thôi, chưa viên mãn. Bồ-Tát đẳng giác diệu giác cũng gì chứng được sáu pháp thần thông, nhưng pháp thứ sáu cũng chưa được viên mãn. Chỉ có Phật mới viên mãn pháp thứ sáu là pháp thần thông và lậu tận thông. Cho nên Phật có thể biến hiện các phép thần thông, nhưng Ngài không hiện. Và chốt lại, cái vị Bà La Môn đó sốt ruột quá thì mới nói rằng, con đã đi theo Ngài từ sáng tới giờ, chỉ có một tâm nguyện duy nhất. Tại sao Ngài gọi là cái bậc được mọi người xưng tán là lòng từ bi rộng lớn, thương độ tất cả chúng sinh,
Nhưng con đến đây rồi mới thấy là gì? Mọi người tán thán như thế không phải là thật. Nếu mà Ngài thương tất cả chúng sinh thì Ngài đã vì con hiện thần thông rồi. Nó cũng khéo mồm, nó cũng lừa ghê lắm. Nó lừa để cho Phật thì hiện thần thông cho nó xem, nhưng Phật đâu có mắc mưu nó. Và Phật chỉ gọi là này Bà La Môn, ví như người đi đường không may á bị một mũi tên lạc bắn găm vào thân thể mình, vậy này Bà La Môn, theo ông cái người bị tên bắn đó phải làm như thế nào? Hỏi như vậy, Đức Phật lại tiếp tục hỏi tiếp, này Bà La Môn, chắc chắn vì mà bị tên bắn, tên lạc bắn trúng đó, muốn sống được thì phải ngay lập tức đi gì? Nhổ mũi tên đó ra, băng bó vết thương ấy lại và chạy đi tìm gì? Thầy thuốc để chữa, vì sợ mũi tên đó gì? Có tẩm thuốc độc. Thì như thế thì vị đó mới có thể sống được. Và Đức Phật nói, này Bà La Môn, nếu mà người bắn tên kia, bị bắn tên kia mà còn gì, còn đứng lại để hỏi rằng đứng đông hương, ngoảnh về đông, ngoảnh về tây, về nam, về bắc, vân vân, nhìn ngang, nhìn dọc không thấy ai, và hỏi rằng ai là người bắn tôi, mũi tên nào, mũi tên này từ hướng nào bay tới, người bắn tôi tên là gì, bao nhiêu tuổi, sinh ngày tháng năm nào, quê hương quê quán ở đâu, vì lý do gì mà bắn tôi có thù oán gì, rồi mũi tên này được làm bằng cái gì, được tẩm thuốc độc gì. Đi tìm hiểu hết nguyên nhân ra thì khi đó mới gì, mới cho nhổ mũi tên, mới rịt vết thương lại và mới đi tìm gì, tìm thầy thuốc để chữa bệnh. Đức Phật nói, này Bà La Môn, vậy cơ hội sống của kẻ bị tên bắn kia có nhiều chăng? Bà La Môn bảo, bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn không nhiều. Đức Phật bảo, này Bà La Môn, chúng sinh ở trên đời á, Như Lai thấy thọ mạng á, thì ngắn, nhưng mà họ cứ mãi rong ruổi chạy tìm theo gì, bị cái vui của ngũ dục lục trần nó đuổi theo, cứ mãi đuổi theo cái niềm vui của ngũ dục lục trần, cho nên đời sống ngắn ngủi như vậy mà nó không biết. Một ngày nào đó cái già, cái bệnh và cái chết bất thình lình nó đến, người đó có còn có chỗ nào để nương tựa hay không? Đức Phật nói, thần lớn, thần thức đều đọa sâu vào trong ba đường ác đạo. Cho nên, nay, ông bảo là gì? Muốn quy Tam Bảo, muốn xuất gia tu đạo để thoát ly sinh tử. Vậy mà ông chẳng hiểu thế nào là sự quý hóa của thời gian, của cuộc sống cả. Cuộc sống thì nó trôi đi từng giây từng phút. Mạng con người ta thì nhanh như chỉ một hơi thở thôi, hít vào mà không thở ra đã chết rồi. Và ông nhìn kia, Đức Phật chỉ thấy xa xa ra nghĩa địa. Đức Phật bảo, ông có thấy không, có bao nhiêu những cái vòng hoa, những cái đám lửa tàn mới thiêu chiều hôm nay. Tức là mỗi cái đám lửa đó, lửa tàn, mỗi cái vòng hoa đó là gì? Là một mạng sống đã ra đi. Và ông đi ra, ông kiểm tra xem có phải tất cả các mạng sống đều thọ được 100 tuổi không? Hay là có những mạng sống vừa gì? Vừa sinh ra chào đời đã mất? Hay là có những mạng sống đang tuổi thanh niên 18 đôi mươi đã gì? Đã chết. Cho nên Đức Phật đúc kết lại, mạng người vô thường, mau như nước dốc. Chẳng lo tu hành, chết đến thân mình biết dựa vào đâu. Ngay câu nói đó thì vị Bà La Môn kia bừng tỉnh và sụp lại xuống chân Phật và gì, xin quy Tam Bảo và xin xuất gia ngay trong giây phút đó để làm đệ tử của Đức Phật. Và không bao lâu vị này tiến tu hành và chứng thánh quả A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy là điều quan trọng phải là gì? Phát đại nguyện. Phát được đại nguyện thì chúng ta mới giữ được một cái niềm tin chân chính vào giáo pháp của Đức Phật. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, nếu đọc kinh Địa Tạng này thì chúng ta gì, con nay
phát nguyện lớn trì tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng để làm gì? Trên thì đền bốn trọng ân. Bốn trọng ân là gì các quý vị có nhớ không? Trong cái bài lễ tạ của kinh Chư Kinh Nhật Tụng á, chúng ta thấy gì? Ân thứ nhất là gì? Thiên địa phú tái chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thiên địa phú tái chi ân tức là cái ân che chở của trời gì? Của trời và đất. Thiên tức là trời, địa là đất. Thiên địa phú tái chi ân, phú tái tức là che chở, phú tái tức là chi chở. Thiên địa là trời đất, ân trời đất che chở chúng ta như vậy, mưa thuận gió hòa, đó là cái ân của trời đất. Vậy ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng, thỉnh thoảng mưa, thỉnh thoảng nắng, thỉnh thoảng dâm, làm cho cây cối vạn vật ở thế gian chúng ta được đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, làm cho con người của chúng ta có lúc gì, có lúc đi làm được, tức ban ngày đi làm được, ban đêm thì nghỉ ngơi được, hoặc bây giờ có người làm ban đêm thì nghỉ ban ngày, vân vân. Lúc nắng quá thì phải mưa xuống, nắng quá thì khô hạn, mưa quá thì gì, lũ lụt. Cho nên đó, mưa nắng phải thời, tức là mình gọi là mưa thuận gió hòa. Đó. Ân trời đất đem đến cho nhân gian, cho chúng sinh chúng ta như vậy. Cho nên đó, người tu Phật chúng ta cái ơn đầu tiên phải là gì? Ơn trời đất. Ơn thứ hai là quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Tức là ân thứ hai.